Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly Modulux MCS có model là 3233 anh em nhé. Một dòng âm ly Receiver Citadel. Con này nó bắt được lên đài 108 anh em. Đây anh em xem này. Đài bắt lên 108 mà bắt radio cực kỳ là nét anh em nhé. Con này là một con âm ly thương hiệu của Mỹ. Điện của nó là 120V anh em nhé. Có sử dụng 4 con sò Motorola. Công suất của nó là 290W. Nó chơi được rất nhiều dòng loa anh em. Ví dụ như cái dòng loa mắt cống, mắt võng, mắt cáo đấy, là nó thể hiện cực kỳ tốt anh em nhé. Đây là mình đang chơi vào đôi loa CS88 trơn của Peeler anh em này. Đôi này là đôi mắt võng này anh em này. Nó sử dụng 5 loa trên một thân thùng này. Các tuyến loa của nó cực kỳ đồng đều và đẹp anh em. Đây là anh em này. Sử dụng một con mát 30. Màng giấy. Vân vải ngược bên trong anh em nhé. Và một con chung giấy. Một con tép còi và hai con siêu tép giấy. Anh em nhìn các tuyến loa của nó đồng đều đẹp lắm. Mình tuyển lựa được đúng một đôi thôi. Và nhân vật chính của ngày hôm nay là mình giới thiệu đến con âm ly Modulux này. Có chơi được cầu A này, cầu B này, AB cộng này. Ngoài ra nó còn cái cổng mắt chích này. Còn cái này là cái anh em nghe phone thì ấn vào đây. Ấn vào đây là có lỗ phone. Phone này anh em này. Và đây là Citadel, hiệu ứng Citadel này anh em này. Và đây là tôn âm sắc này. Và đây là lau lớp này. Và đây là chỉnh bass này. Và đây là chỉnh mid này, mid cơ này anh em này. Và đây là chép này, volume này, ba lăng này, lau filter, tăng giải cho biên độ bass này anh em này. Còn đây là hai filter là chép đấy anh em, tăng biên độ chép đấy. Còn đây là AM muting. Và đây là cổng phone 1, phone 2. Và anh em chơi radio FM, AM ở đây. Và đây là tap E. Nó có tap 1, tap 2. Và đây là cái nút chỉnh sóng đài anh em nhé. Con này hoạt động hoàn hảo, đẹp xuất sắc anh em nhé. Giá mình đang bán là 9 triệu. Anh em nào yêu sản phẩm này điện cho mình. Và đôi loa đẹp xuất sắc mình đang bán là 13 triệu Bielo CF88 trơn. Đây là thùng vách của bên này anh em nhé. Anh em ngắm các cái tuyến loa của nó đẹp lắm. Thùng gỗ lại. Cái căn là mắt võng. Bát 30. Màng giấy. Vân vải ngược bên trong. Một con chung giấy. Một con chép còi và hai con siêu chép, một lỗ tông hơi. Trở kháng của nó là 8 ohm. 60W một thùng anh em nhé. Tất cả các tuyến loa cực kỳ là đẹp. Thùng vách của mình là còn vuông vắn, nguyên mộc mạc. Đậm chất của một đôi loa cổ kính anh em nhé. Đấy là chiếc bên tay phải mình này. Anh em mình ngắm lại chiếc bên tay trái này. Tất cả đồng đều nhau hết. Và con âm ly MCS này đánh trên đôi loa này cũng cực kỳ là hay. Ngoài ra nó còn ghép được rất nhiều cái dòng loa khác nha anh em nhé. Ví dụ như JB này. Rồi các dòng loa Nhật vân vân. Peeler đánh rất hay anh em. Và giá nó trong phân khúc 9 triệu đồng. Anh em yêu sản phẩm nào thì điện cho mình. Đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.